Vào ngày 12 tháng 10, siêu bão Hagibis đã đổ bộ vào đất nước Nhật Bản gây ra từng trận ngập lụt trên diện mênh mông và ở mức đáng báo động. Vào sáng sủa ngày 12 tháng 10, dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng siêu bão số 19 này đã gây ra mưa lớn ở nhiều khu vực khiến các con đường chìm ngập trong biển nước, giao thông tê liệt. Người dùng mạng đã nhanh chóng cập nhật tình hình về siêu bão Hagibis trên mạng thôn hội Twitter. Đặc biệt, hai bức hình chụp lại cảnh một con phố ở Nhật Bản bị ngập nhưng nước cực kỳ sạch sẽ, không hề có dấu hiệu của rác bẩn đã được lan truyền chóng mặt. Cộng đồng mạng quốc tế nối tiếp ngã mũ thán phục trước sự sạch sẽ của đất nước Nhật Bản. Ngay cả khi bão đổ bộ, những con đường dù ngập úng vẫn không hề có rác. Theo một số trang tin, trước khi siêu bão đổ bộ, chính phủ Nhật Bản đã thông báo cho người dân dọn sạch sẽ rác nơi mình sinh sống. Các nhân viên vệ sinh thị trấn cũng làm sạch sẽ đường ống, cống thoát nước để không gây ra sự tắc nghẽn khi mưa bão về. Dù chìm trong biển nước nhưng Nhật Bản vẫn rất sạch sẽ và không có rác. Cộng đồng mạng quốc tế thán phục người Nhật vì sự sạch sẽ. Với tinh thần tập thể rất cao, người dân Nhật Bản cùng chung tay làm tất cả mọi thứ để đối phó với thảm họa vì họ không muốn trở thành gánh nặng nề cho thôn hội cũng như kết hợp bảo vệ đất nước vượt qua thảm họa thiên nhiên. Tinh thần đó đã được tôi luyện hàng trăm năm khi đất nước Nhật Bản là nơi xoàng xỉnh xuyên xảy ra các thảm họa động đất, sóng thần và lũ lụt. Trước đó, tập thể mạng cũng từng xôn xao trước hình ảnh bến xe điện ngầm ở thị trấn Hamamatsu nước lũ trong vắt như nước biển bơi khi Nhật Bản hứng chịu cơn bão nhiệt đới Eto vào năm 2015. Có thể thấy ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng chúng và tinh thần kết hợp của người dân Nhật Bản là tấm gương để các nước trên quả học tập theo. Nguồn tổng hợp.